lời chứng của gracia của Libervin gabon đại lý thế giới biển chiếm hữu những mục sư bởi tà dâm và thay thế sự sức dầu của họ bằng sức mạnh của quỷ mọi thứ bắt đầu từ khi tôi sinh ra thông qua cái tên mà tôi được đặt sự việc lên đến đỉnh điểm khi bố và mẹ tôi ly hôn mẹ tôi đã đặt cho tôi cái tên gracia đó là tên của một nàng tiên cá ngự trị ở thái bình dương sau khi ly hôn mẹ tôi gửi tôi đến sống với chị gái của bà khi tôi sống ở đó mọi thứ thực sự không tốt cho tôi và việc học của tôi tôi trở thành một kẻ du côn và bắt đầu cặp kè với phụ nữ tôi đã dấn thân vào chủ nghĩa đồng tính nữ tôi cũng đã đi chơi với đàn ông tôi đã trở thành gái mại dâm sau đó dì của tôi quyết định giao tôi lại cho mẹ tôi khi về với mẹ tôi bắt đầu lượn lờ với những cô gái có gu thẩm mỹ và thời trang tôi đã khám phá ra và bị thu hút bởi lối sống của những người nổi tiếng và tôi có mong muốn trở nên giàu có và được công nhận tôi bị cuốn hút bởi sự nổi tiếng và phong cách sống thời trang và âm nhạc của những người nổi tiếng tôi bắt đầu ước mơ trở thành giống như họ tôi đặc biệt bị ấn tượng bởi gia đình các dacia tôi muốn được như họ sau đó một người bạn của tôi nói với tôi có thể bạn sẽ có được tất cả sự giàu có này và trở nên xinh đẹp tôi có thể chỉ cho bạn một người có thể giúp bạn đến nơi bạn muốn người bạn đó của tôi là một tín đồ hồi giáo nhưng cô ấy cũng theo chủ nghĩa huyền bí và cô ấy là một đặc vụ của vương quốc biển cô không đề cập đến rằng người mà cô đang nói đến không phải là một con người cô ấy nói chúng tôi sẽ gặp một người phụ nữ nhưng cô không nói rõ rằng người phụ nữ đó là người cá ở sông moanda ở giai đoạn thiếu niên này tôi đã trở nên thiếu tôn trọng mẹ tôi không quan tâm cô ấy nghĩ gì và tôi không quan tâm đến những gì cô ấy đang nói tôi đã làm những gì tôi muốn tôi trở nên nổi loạn và phạm pháp tôi sẽ đi ra ngoài khi tôi muốn và quay lại khi tôi muốn tôi đang dẫn đầu một lối sống khoái lạc phóng túng sau đó tôi đã đi chơi với người bạn hồi giáo của tôi vào đêm đó chúng tôi đã đến sông đã quá nửa đêm chúng tôi đến bờ sông bạn tôi bắt đầu cầu nguyện đầy thần bí và gợi cảm trên bờ sông sau đó một nàng tiên cá đi ra khỏi sông cô ấy có một cái đuôi cá cô không có áo ở phần trên tôi sợ hãi nhưng tôi đã giữ mình lại với nhau nàng tiên cá hỏi chúng tôi tại sao lại triệu tập cô ấy sau đó cô gái bắt đầu giải thích cho nàng tiên cá những gì tôi muốn và nguyện vọng của tôi sau đó nàng tiên cá hỏi cô ấy cô ấy có đồng ý với các điều khoản của giao ước không cô ấy nói có và ngang tiên cá hỏi tôi bạn có đồng ý không tôi nói có sau đó nàng tiên cá nói mọi thứ sẽ ổn sau đó cô ấy yêu cầu chúng tôi mang theo hai cây nến trắng hai cây nến đỏ Cô ấy cũng xin máu kinh nguyệt và ba quả trứng. Người bạn Hồi giáo của tôi đảm bảo với tôi rằng không có vấn đề gì. Cô ấy sẽ thu thập tất cả những thứ mà nàng tiên cá yêu cầu. Sau đó, cô thu thập những quả trứng, những ngọn nến và máu kinh nguyệt. Rồi hai ngày sau, chúng tôi quay lại sông lúc nửa đêm. Bạn tôi lại bắt đầu gọi và triệu hồi. Sau đó nàng tiên cá lại xuất hiện. Cô ấy đến với một tờ giấy da các điều khoản và điều kiện của giao ước đã được viết trong tờ giấy da đó cô ấy yêu cầu tôi đăng nhập tôi nói với cô ấy rằng tôi không có bút để đăng nhập cô ấy cứ vào tay tôi để máu tôi rơi ra và cô ấy bắt tôi phải ký giao ước bằng máu của mình trên tờ giấy da đó với cô ấy tôi vẫn còn vết sẹo trên tay mà tôi có thể cho mọi người xem tôi đã đặt tên và chữ ký của mình trên tờ giấy da đó sau đó chúng tôi ném mọi thứ xuống nước trứng nến máu sau đó nàng tiên cá nói đã xong giao ước đã được niêm phong ngay bây giờ tất cả những gì bạn muốn chúng tôi sẽ trao chúng cho bạn hai tuần sau khi giao ước được niêm phong nàng tiên cá bắt đầu đến thăm tôi ở nhà và chúng tôi cùng nhau đi chơi trong thành phố cô ấy mang hình dáng của một con người bình thường cô giống như một người phụ nữ bình thường nhưng rất nhiều tóc cô ấy đến trong ánh sáng ban ngày như một con người bình thường vì cô ấy có thể mang bất kỳ hình dạng con người nào và cô ấy đến giống như một phụ nữ châu phi với rất nhiều tóc và không ai có thể nghi ngờ rằng cô ấy là một thực thể biển mẹ tôi nghĩ rằng bà chỉ là một trong rất nhiều người bạn của tôi tôi không còn thân thiết với người bạn hồi giáo đã đưa tôi đến với cô ấy nàng tiên cá đã trở thành người bạn thân thiết nhất của tôi cô ta ủy thác cho tôi ngủ với những người đàn ông đã có gia đình để phá hoại gia đình của họ mỗi tháng tôi được giao một số lượng đàn ông cụ thể để ngủ cùng cha mẹ tôi đã ly hôn khi tôi còn nhỏ tôi không thích những người đàn ông đã có gia đình có gia đình hay cặp kè với nhau tôi đã nghĩ rằng họ không xứng đáng được ở bên nhau tôi đã không trải nghiệm cuộc sống gia đình thực sự hậu quả của cuộc ly hôn là tôi bị ảnh hưởng tâm lý nên ghen tuông vô cớ tôi không thể chịu được khi nhìn thấy một gia đình cùng nhau tôi muốn phá hủy gia đình họ nhiệm vụ của tôi là ngủ với những người đàn ông đã có gia đình và một khi quan hệ tình dục xảy ra tôi sẽ kiểm soát trái tim của họ tôi sẽ làm cho trái tim của họ chống lại vợ của họ họ sẽ không bao dung với vợ của họ Họ sẽ cho rằng vợ mình già và xấu và điều đó sẽ khiến những người đàn ông này ly hôn với họ. Những người đàn ông này sẽ tràn đầy cảm giác bị từ chối đối với vợ của họ. Tôi đã chia tay 22 gia đình do công việc của mình. Tôi có thể ngủ với 15 người đàn ông khác nhau mỗi ngày. Trong thời gian đầu, nó là ok. Sau này tôi cảm thấy mình là gái điếm. Trong thời gian đó, mối quan hệ của tôi với mẹ không tồn tại vì tôi cảm thấy bị bà từ chối tôi thực sự ghét cô ấy khi tôi đang ôm mối hận và thù hận với cô ấy tôi đã dừng việc học của mình tôi đã không còn sống với cô ấy nữa một trong những người đàn ông đã có gia đình mà tôi hẹn hò đang thuê phòng cho tôi và trong chính căn phòng đó tôi đã đưa những người đàn ông đã có gia đình khác tới ngay cả khi một trong số họ bắt gặp tôi đang hành động tôi vẫn có khả năng làm chủ tinh thần của họ và thống trị họ trong khi đó mẹ tôi không biết tôi đang sống ở đâu cô ấy không thể tìm thấy tôi cô ấy bắt đầu tìm kiếm tôi cô ấy đã làm một tấm áp phích truy nã sau đó cô ấy đã tìm được tôi sau đó chúng tôi chuyển đến một thành phố khác gì của tôi đã đưa tôi đến thành phố mới này xa bạn bè để tôi có thể tiếp tục việc học của mình nhưng trái tim tôi đã ở một nơi khác. Tại thành phố mới này, tôi bắt đầu được nghe những câu chuyện về một nàng tiên cá mạnh mẽ. Tôi phát triển một sự tò mò kỳ quặc. Tôi muốn biết những điều bí ẩn. Trong lòng tôi đã quyết định rằng tôi nhất định phải gặp được nàng tiên cá này. Tôi đến bến sông trong đêm. Tôi đã cầu nguyện và triệu tập lời cầu nguyện. Sau đó, còi báo động xuất hiện với đuôi cá của cô ấy nhưng thay vì vảy cá, có gai trên khắp đuôi của cô ấy. Cô ấy hỏi tôi, tôi có thể làm gì cho bạn và bạn muốn gì ở tôi? Tôi trả lời, tôi muốn có một giao ước với bạn. Cô ấy hỏi tôi, bạn có chắc không? Tôi nói, đúng vậy. Sau đó, tôi đã ký một giao ước với cô ấy cô ấy đã cho tôi sức mạnh để gây ra sự biến dạng cho thai nhi hoặc trẻ sơ sinh trong bụng mẹ chỉ bằng một cái nhìn đơn giản sau đó mối quan hệ của tôi với dì ngày càng xấu đi nó trở thành đối đầu trong thời gian sống với cô ấy bạn gái của tôi nàng tiên cá cũ vẫn đến thăm tôi tôi không đề cập đến giao ước mới của tôi với nàng tiên cá mới ngang tiên cá mới mới này đang nuôi chính mình bằng máu thịt của thai nhi cuối cùng tôi chuyển đến Franzen và ở đó tôi thiết lập một giao ước khác với một nàng tiên cá khác nhưng người này đã cạo tóc và vẫy của cô ấy đỏ và cô ấy muốn đổ máu mọi lúc cô đã không dễ dàng trong khi làm việc cho nàng tiên cá này tôi đã dụ dỗ năm mục sư các mục sư có các mức độ quyền lực hoặc sự sức dầu khác nhau đôi khi tôi đến các nhà thờ để kiểm tra trình độ của các mục sư nếu một mục sư được sức dầu thì tôi sẽ phải để ma quỷ và nàng tiên cá ở cửa vì việc sức dầu tôi luôn đi cùng năm con quỷ và nàng tiên cá của tôi họ đã vô hình khi tôi đến nhà thờ như vậy tôi sẽ xin ý kiến của mục sư những con quỷ của tôi sẽ ở bên ngoài nhà thờ trong khi tham khảo ý kiến tôi chỉ nhìn chằm chằm vào mắt mục sư để dụ dỗ anh ta một khi mục sư bị dụ dỗ tôi có thể kiểm soát và thống trị ông ta sau đó, tôi được chỉ định ngủ với 30 người đàn ông trong một tháng. Trong nhiệm vụ này, các mục sư là mục tiêu hàng đầu, theo sau là những người đàn ông đã lập gia đình. Thật khó khăn vì những người đàn ông khác từ chối và các mục sư thì khó khăn. Trong trường hợp này, tôi sẽ viết tên của họ trên một tờ giấy trắng và đi ra sông. Tôi sẽ đập vỡ những quả trứng trên tên của họ bằng cách trích dẫn tên của họ và làm những câu thần chú để họ có thể bị chi phối và buộc phải thay đổi suy nghĩ của mình. Tôi đã nhắm mục tiêu vào các mục sư và tôi đã dụ dỗ được 5 người trong số họ. Tôi đã tham dự và tham gia các nhà thờ vì mục đích này. Cơ đốc nhân và mục sư luôn được bảo vệ và rào chắn trong biển lửa. Đó là lý do tại sao còi báo động và ma quỷ của tôi phải ở bên ngoài khi tôi đến nhà thờ thật dễ dàng để biết một mục sư ở trong sự thật hay tội lỗi hay thánh thiện bởi vì hào quang và ngọn lửa của cơ đốc nhân luôn luôn hiển hiện rất rõ ràng một ngày nọ tôi đến thăm một nhà thờ nhưng vì đó là một nhà thờ đã chết tôi đã cố gắng vào bên trong với năm con quỷ và nàng tiên cá của tôi tôi yêu cầu được nói chuyện với mục sư trong khi nói chuyện tôi đã thu hút được anh ấy qua ánh mắt của mình và tôi đã quyến rũ anh ấy Thời điểm tôi có quan hệ tình dục với bất kỳ mục sư nào, điều gì sẽ xảy ra là sự sức dầu của mục sư sẽ rời bỏ anh ta và ngọn lửa của anh ta sẽ tắt. Kết quả là anh ta sẽ chịu sự thao túng của tôi. Ta sẽ thay hắn sức dầu bằng sức mạnh ma quỷ. Mục sư sẽ không nhận ra điều đó. Anh ấy sẽ tiếp tục cầu nguyện cho mọi người. Họ vẫn sẽ tiếp tục làm được chữa lành nhưng bản thân sự chữa lành đó là sự chuyển giao sức mạnh ma quỷ mà tôi đã ban cho anh ta. Trong khi ngủ với một sư hoặc những người đàn ông đã có gia đình, cũng có một sự chuyển giao của ma quỷ. Kết quả là, những người mà các mục sư cầu nguyện sẽ gặp vấn đề vì quyền lực mà ông ta đang giải phóng không phải là của Chúa Giêsu nữa. Bây giờ trong danh sách 30 người được nàng tiên cá cho tôi ngủ cùng, Mục sư hoặc người của chúa là ưu tiên. Vì vậy, tôi phải ngủ với 15 mục sư và 15 người còn lại là những người đàn ông đã có gia đình. Khi đến cuối tháng, tôi không thể thực hiện nghĩa vụ của mình. Sau đó, nàng tiên cá của Mauda nói, bởi vì bạn không thể hoàn thành nghĩa vụ của mình, vì vậy bạn phải ngủ tối thiểu với một mục sư. Tôi phải đi từ nhà thờ này sang nhà thờ khác để cố gắng dụ dỗ một mục sư yếu đuối, một điều không hề dễ dàng vì tôi phạm pháp tôi đã có thai tôi đã có một em bé tuy là mổ lấy thai nhưng không sao đứa bé được giữ bởi chị gái tôi một người theo đạo chú một lần nữa giờ thì nàng tiên cá thúc ép tôi phải dâng đứa con của mình làm vật hiến tế cho họ nhưng cảm ơn chúa đã giữ đứa trẻ lại một ngày nọ nàng tiên cá lại vang lên và nói tôi muốn có con của bạn khi tôi tức giận tôi nói hãy bắt cô ấy đi cô ấy đang ở cùng em gái tôi sau đó còi báo động nói bạn sẽ bắt được cô ấy và đưa cô ấy đến với tôi cô ấy cảm thấy khó chịu khi tự mình cho trẻ bú và bào thai khi trời tối tôi ra khỏi cơ thể và đi đến chỗ của chị tôi nhưng vì chị ấy là một tín đồ đạo chúa được sanh lại lần nữa nên ngôi nhà của chị ấy bị bao vây và rào chắn bởi ngọn lửa tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng điều đó thật mạo hiểm và nguy hiểm tôi tự nhủ nếu tiếp tục tôi có thể mất mạng tôi đã trở về nhà nàng tiên cá hỏi em bé đâu tôi trả lời tôi đã cố gắng nhưng tôi không thể có lẽ bạn nên nhưng tôi không biết liệu cô ấy có đi hay không sau một thời gian tôi lại có thai tôi buộc phải phá thai để cho nàng tiên cá cho mình ăn cùng đứa bé sau khi tôi phá thai cô ta đã ăn thịt đứa bé và say máu sau đó cô ấy yêu cầu một đứa bé khác để hy sinh khi tôi từ chối cho cô ấy đứa con của tôi cô ấy yêu cầu tôi đưa ống của tôi cho cô ấy tôi đưa cho cô ấy tôi không còn ống để sinh con nữa tôi không còn ra máu kinh nữa khi tôi đã giao ước với ba còi báo động một trong số đó đặc biệt là của moanda tôi chỉ có thể gặp cô ấy thông qua du hành ngoài cơ thể hoặc du hành trong linh hồn từ phòng tôi đóng cửa lại để khỏi nghi ngờ không thì vào bụi rậm tôi sẽ nằm xuống và phi tan xác khi ra khỏi cơ thể tôi có thể dễ dàng phân biệt được đâu là cơ đốc nhân và đâu là người không tin tôi cũng có thể thấy sự khác biệt giữa các cơ đốc nhân có những cơ đốc nhân mới cải đạo với ít lửa có những cơ đốc nhân quay lưng lại với ngọn lửa đang tắt và có những cơ đốc nhân thánh thiện đầy ngọn lửa khi tôi đi du lịch ngoài cơ thể tôi thấy rất nhiều điều đặc biệt là về các cơ đốc nhân khi một cơ đốc nhân ngủ trong đêm rất nhiều điều xảy ra khi tôi bay trong đêm chỉ có hai loại người có những ngôi nhà của những người theo đạo chúa bị bao vây bởi ngọn lửa rất nguy hiểm và có những căn nhà không theo đạo chúa không có nóc nhà chúng tôi đã có thể vào loại nhà này và gieo những điều xấu. Matthew 13 câu 25 Nhưng trong khi mọi người đang ngủ, kẻ thù của ngài đến, gieo cỏ lùng giữa lúa mì, rồi bỏ đi. Chúng tôi cũng có khả năng nhìn xuyên qua mái nhà của những cơ đốc nhân mới được cải đạo. Sau đó, chúng tôi sẽ gieo những điều sẽ khiến họ phạm tội và thời điểm họ phạm tội, ngọn lửa nhỏ của họ sẽ tắt tội lỗi khiến cơ đốc nhân không được bảo vệ ngọn lửa của chúng sẽ tắt và lớp bảo vệ của chúng bị loại bỏ nếu một cơ đốc nhân bị bao quanh bởi ngọn lửa chúng tôi sẽ điều tra xem anh ta có những người bạn không cải đạo hay không một khi chúng ta đã xác định được một người chúng ta sẽ gieo rắc điều gì vào anh ta để anh ta trở thành một chướng ngại cho cơ đốc nhân đó anh ấy sẽ làm cầu nối cho chúng tôi hậu quả là ngọn lửa bảo vệ bao trùm ngôi nhà sẽ bị loại bỏ vì tội lỗi có một cơ đốc nhân rất ghép những nàng tiên cá này cô ấy khăng khăng rằng tôi phải ngủ với christian đó bằng mọi giá anh ấy đã đến liberville tôi đã theo anh ta ở đó và ở đó tôi đang ở với gia đình của tôi tôi đã quyết định rằng thứ ba tuần này tôi phải ngủ với anh ấy nếu không tôi sẽ khiến anh ấy chết trong một vụ tai nạn ở liberville ở đây tôi có một người chú và một người bạn họ mời tôi đến một cuộc thập tự chinh của cơ đốc giáo ở giai đoạn này của cuộc đời tôi mệt mỏi với những điều huyền bí và những hạn chế của nó nhưng tôi sợ tôi biết rằng cuộc sống của tôi sẽ bị đe dọa nếu tôi vi phạm pháp luật tôi quyết định tham dự cuộc thập tự chinh của cơ đốc giáo tôi tự nhủ đây là cơ hội để dụ dỗ những người theo đạo chúa tôi đến và bước vào tòa nhà nhà thờ cùng với những con quỷ của tôi thay vì để chúng ở bên ngoài như tôi nghĩ rằng không có quyền năng và không được sức dầu bây giờ khi mục sư đang giảng tôi nhận thấy rằng những con quỷ đang đi với tôi đang lần lượt rời đi và mục sư càng giảng tôi càng cảm thấy có điều gì đó giải thoát tôi có sự sức dầu bao phủ tôi tôi thấy mình đang đứng trước bàn thờ của nhà thờ sau đó Chúa cho mục sư thấy rằng có một nàng tiên cá trong nhà thờ. Đây là bước khởi đầu của quá trình chuyển đổi và giải cứu của tôi. Ngày hôm sau tôi được bác tem bằng nước. Đó là một quá trình rất dài và vất vả vì những nàng tiên cá này liên tục xuất hiện với tôi. https 2 2 gạch chéo bit li gạch chéo 3 q 8 10 giờ 2